Chào tất cả mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một model cân mới của hãng Cát. Cát là một hãng cân đến từ Hàn Quốc. Hôm nay em sẽ đọc hộp và giới thiệu chi tiết bên trong cho mọi người xem. Giờ em sẽ tiến hành mở ra cho mọi người xem về bên trong có những gì. Cái cân này, đây là một model cân có maximum cân của nó là 3 kg. Đây, đầu tiên đây là có quyển sổ hướng dẫn. Sổ hướng dẫn đây mọi người có thể xem. Đây là những lưu ý khi sử dụng cân và đây là một số cài đặt cơ bản. Đây mọi người có thể xem rất là chi tiết. Tiếp theo đó là mặt cân được bảo quản rất tốt ở trong bì bóng. Rồi đây có adapter, cân được bảo quản bên trong rất là chắc chắn. Model cân này có trọng lượng cân maximum là 3 kg, độ sai số của nó là 0.2 gram, rất là nhạy cảm. Cân thấp nhất là 10 gram. Em sẽ mở nguồn lên cho mọi người xem. Đặc biệt cân này có hai màn hình phía trong này, bên này đây là màn hình cho mình sử dụng, mình có thể cài đặt chỉnh chế độ. Còn phía ngoài này là màn hình cho khách hàng xem, mình có thể đặt lên cân. Thì đây ví dụ cân nha. Đặc biệt cân này nó có pin để lưu trữ, lúc nào mọi người cắm adapter là lúc máy lúc cân hết pin. Em thử cân cho mọi người xem. Đó, hiển thị số cân rất là chính xác, đến từ gam, 0 mấy gam. Vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người sơ bộ về model mới của kênh Cát. Nếu mọi người có cần thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ tư vấn thêm, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438. Xin cảm ơn.